với cụ bà Lê Hiền Đức. Thưa cụ bà, nếu cụ nghe được tôi ạ? Dạ, có, tôi nghe rõ đấy ạ. Thứ nhất là rất là vui được nghe tiếng của cụ bà. Và thứ hai nữa là xin xin lỗi cụ là tháng riêng là tháng vui xuân. Tôi vui nhiều chuyện lắm thưa cụ. Hôm nay mới có dịp để nói chuyện với cụ và chúc tuổi cụ một năm mới. Cụ sống thọ thêm 10 tuổi nữa. Cái điều chúc của tôi như vậy có làm cho cụ vui hay không? Ông nó có 10 tuổi thôi à? Thì cụ cứ thêm, bây giờ cụ cứ thêm, 10 tuổi đi đã, 10 tuổi tức là 10 năm sau cụ 92 tuổi hay là 94 tuổi, rồi sau đó tôi lại chúc thêm. Họ còn chúc tôi 100 tuổi cơ ạ. Ồ thế à, thế thì họ chúc cái đó, thường thì người ta tham cụ ạ, tôi thì tôi không dám nghĩ. Đó là những bước của lớp trẻ, lớp tôi, các cháu chúc tôi nhân dịp sinh nhật này, rồi Tết Nguyên Đán vừa rồi này. Và cả mùng 8 tháng 3 nữa, hôm qua tôi vừa mới gửi cho đài VOA rất nhiều ảnh mà người ta đến, bạn bè, con cháu đến chúc ngày phụ nữ quốc tế, ông Minh ạ. Ngày 8 tháng 3 năm trước tôi nhận được hình từ anh Phan Trọng Khang gửi cho tôi. Tôi thấy hình cụ bà Lê Hiền Đức. Tôi thấy hình, tôi nói chuyện năm trước. Tôi thấy hình cựu thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, người bạn thân mến ông Nguyễn Quang A. Và hình như là có 3-4-5 người nó bắt đi về về đồn. Trong đó có một người bạn nữa là Nguyễn Tường Thụy. Thế là năm nay công an cảnh sát nó có đến nó làm khó dễ cụ hay không? Ngày phụ nữ hay không? Không ạ, tôi thì không thể. Thì có những hôm nào mà chuẩn bị đi biểu tình thì chúng nó rình rập mà nó ngăn cản tôi thôi. Chứ còn bình thường sinh hoạt của tôi thì không làm, không ai làm gì được cả. Thế nhưng mà nếu mà sắp sửa có cuộc biểu tình chẳng hạn, thế thì ngày hôm trước nó săn tôi, nó chặn tôi đủ mọi kiểu. Nhưng mà dạo này thì là không có nó săn đón gì cả nữa. Nó có săn đón cụ có đi biểu tình thì cụ cũng chỉ đả đảo Trung Quốc chứ cụ có đả đảo Việt Nam đâu mà nó săn đón cụ làm gì thôi cụ. Ồ thế ông không biết là cái hôm mùng 9 tháng 12 nó phải chi vào khoảng độ 30 lính, quân lính để chặn tôi tất cả các ngã đường ông không biết ạ. Tôi có nghe thưa cụ. Một thằng là 500.000 đồng cho một ca làm việc 4 tiếng đồng hồ để săn tôi, để chặn bước tôi đi, chặn từ mùng 8 cho đến sáng mùng 9, 10 giờ sáng mùng 9, ôi rồi ôi, cái trận hôm ấy, thế ông không theo dõi khi cuộc biểu tình hôm mùng 9 tháng 12 năm 2012 vừa rồi à? Đấy, thì hôm ấy là tôi không đi biểu tình được là vì tôi bị nó chặn ghê quá thôi. Nhưng mà tất nhiên chỉ chặn để ngăn cản tôi đi chứ chả làm gì được tôi cả. Bởi vì tôi có làm cái gì sai đâu, tôi chỉ là một công dân yêu nước thôi. Tôi không có hoạt động chính trị chính em gì cả. Tôi chỉ có là công dân yêu nước Việt Nam, muốn bảo vệ đất nước của tôi khỏi rơi vào tay bọn Trung Quốc xâm lược. Có thế thôi. Chứ tôi không có hoạt động cái gì. Ông bảo bây giờ còn hoạt động gì nữa. 82 tuổi rồi mà. Có khi hôm nay còn nói chuyện rồi mai ông Minh lại thấy cáo phó rồi đấy. Chưa đến đâu, tôi còn chúc cụ 10 năm nữa cơ mà. Bây giờ tôi nói với cụ thế này này, cái chương trình mà cụ với tôi đang nói chuyện với nhau đang được phát thanh trên toàn cầu. Và chắc chắn là những người công an họ đang ghi băng lại, những người công an mạng họ cũng đang theo dõi buổi nói chuyện này. Thế bây giờ tôi nói các cuộc nói chuyện của tôi đều được theo dõi cả. Nhưng không sao, bởi vì tôi rất là yên tâm, vô tư ở cái chỗ là tôi nói chỉ nói sự thật, chứ không bao giờ tôi bịa đặt, tôi không có bình luận một cái gì mà tôi không suy nghĩ kỹ cả. Đấy, tôi chỉ nói sự thật là một cái, thứ hai tôi đơn giản chỉ là một người công dân yêu nước Việt Nam của tôi thôi, chứ tôi không có hoạt động chính trị chính em gì hết, bởi vì là tôi yêu nước tôi muốn giữ gìn, xả thân, tôi có thể xả thân hy sinh thân tôi để tôi bảo vệ đất nước Việt Nam thân yêu của tôi, để cho khỏi rơi vào tay bọn Trung Quốc xâm lược. Cho nên là tôi lúc nào tôi cũng nói vô tư với tất cả các đài báo của tất cả các nước. Đấy, thì nước nào phỏng vấn tôi cũng trả lời, đài nào hỏi tôi cũng nói.
chứ tôi không có ngại ngùng gì. Và tất nhiên những điều tôi nói thì chắc chắn là được theo đó, được ăn, được mọi người theo dõi rất kỹ. Nhưng mà tôi cũng không quan tâm, theo thì theo, nghe thì nghe, cũng không có. Bởi vì tôi công khai mà, tôi có giấu giếm hay là có thậm thụt bí mật cái gì đâu. Tôi không hoạt động một cái gì bí mật để phản lại đất nước tôi, cho nên tôi rất là đàng hoàng. Ông Minh ạ. Thưa cụ, tôi muốn nói giúp cho cụ là trong chương trình này, nếu mà có 30 người theo dõi cụ 8 tiếng một ngày với giá tiền là 500.000 đồng ông Hồ, thì lấy kia 500.000 đồng nó nhân với 30 và đưa cho cụ bà Lê Hình Đức mua sữa uống, và cụ sẽ ngồi ở nhà, cụ không đi đâu nữa. Không ạ, à, tôi thì không thấy gì có thể ngăn cản được tôi đi. Không thấy gì ngăn cản được bước tôi đi, ông nhé. Đấy, ngày xưa hồi mà tôi còn hồi thời kỳ còn chiến tranh bảo vệ tổ quốc, những năm cuộc kháng chiến trước đây, thì tôi có gọi là không kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi. Nhưng bây giờ thì tôi cũng bảo không ai có thể ngăn nổi được bước tôi đi cả. Bởi vì tôi đi là tôi làm những điều tốt cho đất nước tôi, cho nên tôi có sợ gì đó, tôi chả sợ gì cả, không ạ. Đấy, thì cũng công khai để nói với ông Phan Bình Minh như thế. Tôi cảm ơn cụ lắm, là vì cụ có một cái điều cụ rất là thương mến tôi. Tôi mới gọi điện thoại về, cụ đã nói ngay là có phải Phan Đình Minh đó hay không, thưa cụ. Dù rằng cho nếu mà tính cho đến ngày hôm nay thì Tết đã qua được một tháng rồi, thưa cụ. Tết năm 2013, năm Quý Tỵ, có 4 triệu người, có 4 triệu người đảng viên Đảng Cộng sản vui, và có 80 triệu người 80 triệu người dân Việt Nam đón xuân sầu, đón xuân không vui. Cụ bà Lê Hình Đức đã phải đi chúc xuân xuống những người dân oan. Cái điều tôi suy nghĩ, cái điều tôi nói như vậy có đúng hay không, hay là nó có quá đáng hay không? Ông có biết cái chương trình mà tôi đi phát quà tặng của bà con nhân, những người hảo tâm á, đóng góp vào, xong rồi tôi thay mặt bà con nhân dân đi phát quà Tết để tặng lại những người dân oan không về quê được không? Ông có biết cái chương trình? Dạ tôi biết ạ. Dạ, Nguyễn Tường Thủy có cho tôi biết, thưa cụ. Vâng vâng. Phái đoàn của cụ đông lắm mà. Vâng. Cái buổi đi chúc Tết dân oan có vui không? Cụ thấy dân tình trong những ngày đầu xuân như thế nào, thưa cụ Lê Hiền Đức à? Hôm ấy thì thế này, nói về cái việc những người dân oan thì ở Hà Nội rất đông, các tỉnh nói chung là dân oan các tỉnh kéo về Hà Nội. Trước đây thì người ta cứ gọi là dân đi khiếu kiện. Nhưng tôi nói với tôi rằng chúng ta không khiếu nại, không xin ai cả. Khiếu tức là đi xin mà. Đấy. Mà cũng không kiện ai hết. Chả có cái kiện cáo thằng nào cả. Không xin xỏ ai cả. Mà tôi gọi rằng dân oan của chúng tôi đi đòi quyền sống. Và bây giờ những người dân oan đã thống nhất với Lê Hiền Đức rằng từ nay không gọi là đi khiếu kiện, mà gọi là đi đòi quyền sống. Từ cho trước Tết đến giờ, thế thì trong khi phát Tết, tôi nói để ông biết là những người dân oan hết tiền, ốm đau, rét nước, thanh tra chính phủ họ gọi tỉnh, ủy ban tỉnh. Ví dụ tôi lấy đơn giản một tỉnh Đắk Nông này, tỉnh An Giang này, tỉnh Trà Vinh này. Đấy, tôi biết rõ ràng là có 3 tỉnh hôm ấy là sắp Tết, 25 Tết rồi, thì thanh tra chính phủ gọi ủy ban tỉnh, các tỉnh đó ra, bắt đem xe ô tô ra để đón dân về, đón dân của tỉnh ấy về, tỉnh nào đón dân tỉnh ấy về. Đấy. Nhưng có một số người thì người ta không về, bởi vì người ta bị lừa đảo nhiều quá rồi, về nhưng không được giải quyết, lại ra. Cụ thể là cái đoàn dân oan Đắk Nông, toàn dân tộc thiểu số, dân tộc Mơ Nông, nói tiếng thiểu số tôi không hiểu gì cả, chỉ có một vài người trẻ trẻ nói được tiếng tôi nghe rõ. Thì có một số người, người ta đã đi ra rồi lại về, ra rồi lại về. Ông nghe rõ không ạ? Dạ đang nghe cụ, tôi đang nghe cụ. Dạ. Vâng, vâng. Thế thì người ta ra rồi lại về, ra rồi lại về rất nhiều lần.
đầu năm 2012 thì BBC đã phỏng vấn tôi, phỏng vấn dân và đã có một bài là dân Đắk Nông quyết trụ lại thủ đô, trụ lại đến tận mùa hè rồi người ta mới cứ là được cấp thanh tra chính phủ rồi tỉnh rồi huyện nghĩa là ngon ngọt rỗng ra về, về nhưng lại không giải quyết, có nghĩa là người ta đòi đất không giả đất, thế là cuối cùng người ta lại ra. Và tôi dùng cái từ là ra rồi lại về, ra rồi lại về nhiều lần quá rồi, người ta bị lừa đảo nhiều quá, bây giờ người ta không về nữa. Nhưng thanh tra chính phủ có cho một cái dự văn bản gửi cho dân, một đưa cho dân một cái văn bản là từ 25 tháng 2 cho đến 28 tháng 2, trong thời gian mấy ngày đó thì ủy ban tỉnh sẽ mời bà con nhân dân đi đòi quyền sống ở Hà Nội quay trở về tỉnh địa phương mình để lên đối thoại và trao đổi giải quyết. Nhưng người ta bị lừa nhiều lần quá, chính vì vậy mà người ta không về, chỉ có một số ít người ta về theo cái yêu cầu của văn bản của thanh tra giao cho tỉnh. Thế người ta lên ô tô của tỉnh người ta đi về. Về nhưng mà cuối cùng nó lại không giải quyết gì cả. Đúng 28 nó mời dân lên, nhưng mà nó mời lẻ tẻ từng người dân lên một. Thì tôi có nói rằng tuyệt đối không ai đi một mình đến các cơ quan chính quyền cả. Đấy, đặc biệt là vào những cái trụ sở công an thì tuyệt đối tôi khuyên dân không đi một mình. Bởi vì sao? Vào cơ quan chính quyền hoặc là đồn công an, khi vào là người sống, đi ra thì là cái xác không hồn. Cho nên tôi khuyên dân tuyệt đối không đi mình, phải đi đông người. Đấy là một vấn đề. Khi người ta đi về địa phương độ vài chục người, nhưng 28 vừa rồi ủy ban nhân dân tỉnh mời người ta lên lại không giải quyết gì cả, mà tôi nói dùng từ là lại lừa đảo dân. Cho nên nó ghi biên bản nhưng lại không cho dân ký, nhưng lại không giao văn bản cho người ta, tức là ký xong cái thu về. Thì tôi rất là áy náy lo lắng, dân ký vào đấy biết đâu nó có ghi trung thực những cái lời mà bà con nói hay không, nó lại ghi lăng nhăng vào đấy để rồi lấy lý do đó mà nó bắt. Bắt giam. Hiện nay tôi được biết một số người dân Đắk Nông đã bị bắt giam rồi và mấy ngày hôm nay gọi điện cho tôi tới tấp. Đấy. Thế thì tôi nói rằng chính vì như thế cho nên là một số người người ta về, còn một số người già cả thôi ở lại đây chờ. Nếu như cái số người về mà nó giải quyết thực tế nghiêm túc, đồng ý đối thoại và nhận lời là sẽ trả lại đất, trả lại rừng cho dân, thì bà con ở ngoài này điện ra, bà con ngoài này về, thế là xong. Nhưng nếu không giải quyết thì trong ấy là sẽ kéo ra tiếp, thì cái số lượng người đi về nó đỡ đông đề. Đấy, đằng nào một lượt về thôi, hoặc là ra thì cái số người quay trở ra bây giờ nó ít thôi. Đấy, tình hình nó là như thế, cho nên là dân người ta ở lại một nửa, còn một nửa nó về. Thưa cô à, chính phủ họ còn nói với tôi rằng cô ơi cô, sao cô lại giữ dân ở lại? Ôi giời ơi, tôi rất là buồn cười câu ấy. Tôi bảo tôi có quyền gì mà tôi giữ dân, tôi giữ dân ở lại để ngồi chơi với tôi à? Người ai chẳng muốn tết nhất cho người ta về, để cho người ta sum họp gia đình. Nhưng vì người ta bị lừa đi ở đảo nhiều quá rồi, cho nên bây giờ người ta phải ở lại Hà Nội chờ xem có giải quyết nghiêm túc không thì người ta mới về. Đấy, đấy là cái tình hình dân oan của chúng tôi, nó là như thế đấy. Cho nên rằng những cái người dân ở lại, tôi tiếp vào cái câu nói của ông, đang lại câu hỏi của ông, những người dân ở lại tiền thì hết này, mấy ngày sắp Tết thì rất là rét này, và mấy ông bà già người dân tộc thiểu số lại ốm đau này. Đấy, thuốc men không có này, gạo hết này, khổ quá. Cho nên rằng tôi mới kêu gọi trên mạng là lòng hảo tâm của bà con trong nước và ngoài nước
ai có khả năng thì chút ít tấm lòng để giúp đỡ, gọi là lá lành đùm lá rách, giúp đỡ cho những người dân tộc thiểu số bị ốm đau, hết tiền hết gạo ăn. Chưa. Vậy nên hôm 26 Tết ông ạ, có cái cuộc gọi là phát quà, chia quà, chia chứ không gọi là phát, nghe nó có vẻ như là đem cho ấy, không được, gọi là tặng quà Tết cho những người dân Loan. Thì hôm ấy ông biết cái vụ hôm ấy rồi, tổng thì anh Trần Thị có đưa tin rồi, thì tôi thay mặt bà con, những người gọi là lá lành đùm lá rách, dân Oan của Văn Giang, thì đóng góp thịt và lá dâm, còn dân Oan của Dương Nội thì đóng góp gạo và đỗ xanh. Thế là đem về Văn Giang gói, thì hụi cả đêm gói bánh, gói hàng trăm cái bánh chưng đun nấu xong rồi đem ra Hà Nội. Thì người ta có mời tôi Lê Hiển Đức có tham gia hôm ấy ở chỗ vườn hoa, ngày xưa gọi là vườn hoa Lý Tử Trọng, ngay trên bờ Hồ Tây Hà Nội, nhưng bây giờ người ta gọi là vườn hoa Dân Loan, và gần đây nữa người ta lại đổi tên là vườn hoa Hà Thị Nhung, bởi vì bà Hà Thị Nhung bị công an đánh chết ở đấy. Theo dõi người ta đổi tên là vườn hoa Hà Thị Nhung. Dạ, ngày 6 tôi có tới đó để cùng với các bạn trẻ và những người hảo tâm tặng quà Tết cho những người dân Oan đang ở lại thủ đô. Theo dõi câu chuyện, theo cụ Lê Hiền Đức, theo dõi câu chuyện của cụ với việc mà cụ nói dân Oan đòi quyền sống, đòi quyền này, đòi quyền kia ấy, thì tôi có nhớ một câu chuyện, tôi đọc cả hai câu chuyện cả, một đều là trực tiếp mà tôi đọc và tôi nói chuyện với một câu chuyện ở bên nước Mỹ này. Có một cái anh ăn cướp, anh vào nhà băng, anh ăn cướp, thì ông tránh án ông hỏi là tại sao anh đi ăn cướp nhà băng. Thì cái anh ăn cướp, anh nói là chỉ nhà băng mới có tiền thôi. Có một anh cán bộ cộng sản ở tỉnh Hà Tĩnh mà trong cái đoàn cựu chiến binh gì đó. Xin nhắc lời ông một phút nữa. Bây giờ có lẽ là tôi nói chuyện với ông xong là tôi phải đi gọi điện hỏi thăm tình hình, vì hiện nay 4 người cựu chiến binh, tức là những người thông tin Hà Tĩnh vừa bị bắt ngày hôm nay. Thế là có một cái ông vừa mới có thông tin xong, tôi đang định gọi điện để tìm hiểu xem tình hình của các ông thương binh ra sao đây này. Thì cuộc điện thoại của ông Minh là tôi tiếp thu cái ý kiến của ông, thành ra tôi dừng cái cuộc điện thoại kia lại. Có một người này vừa mới tin nóng, gọi là tin khẩn đây, đến các ông thương binh Hà Tĩnh vừa bị công an bắt ngày hôm nay. Tôi không biết là có phải là cái tin đó tôi được hay không, thì tôi có 1-2-3 cái số cho tôi gọi về Hà Tĩnh, thì tôi liên lạc được với một cái ông hình như là huyện ủy hay là làng ủy gì đó. Sau khi nói chuyện thì tôi bảo là thế tại sao các anh đi cưỡng chế, các anh ăn cướp đất của dân như vậy. Thì ông nói là giống như ở bên Mỹ này chúng tôi, ông ăn cướp nhà băng, nói là chỉ nhà băng mới có tiền thôi. Thì cái ông ủy viên gì đó, làng ủy gì đó, ông nói với tôi là các quan lớn làm sao thì em làm vậy, chỉ có đất mới có tiền thôi thưa bác. Con gái ông thủ tướng mua 1 mét vuông đất chỉ có 100.000 đồng ông Hồ, và bán ra tới 500 hay là 600.000 gì đó 1 mét vuông đất. Đó là cái chuyện Hà Tĩnh. Ủa thế 500.000 đó ông ạ, bao nhiêu triệu 1 mét vuông đó ông ạ, chứ không phải là mấy trăm ngàn. Tôi xin thưa với ông là như thế. Bây giờ thế này, thưa cụ Lê Hiền Đức, thế này, tôi coi chắc là cụ ở Hà Nội đã lâu lắm rồi, tôi không biết là bao nhiêu năm, coi như là gần cả cuộc đời của cụ đi. Mà ở Hà Nội thì tất cả những cái chuyện gì nó xảy ra thì cụ đều biết cả. Trong tôi xin lặp lại để cụ có cái tâm tình, có cái ý kiến gì không nhá. Trong năm 2012 đó, nó có 10 chuyện nổi bật nhất tại Việt Nam, mà nhất là tại Hà Nội. Chuyện thứ nhất là khởi đầu bằng những phát đạn hoa cải ở Tiên Lãng, ăn cắp đất của ông Đoàn Văn Vương. Đó là chuyện thứ nhất. Cướp đất, tôi gọi là cướp đất. Cướp đất của ông Đoàn Văn Vương. Đó là chuyện thứ nhất. Ăn cắp ông ạ. Ăn cắp tức là lấy một cách bí mật. Cướp. Chứ ông thì mới gọi là ăn cắp. Dạ. Cái đằng này là lấy công khai đàn áp để cướp đất. Ông rồi. Dùng từ là cướp. Cướp đất. Cụ giải thích cái đó rồi. Bây giờ chuyện thứ hai.
Chuyện thứ hai, năm 2012 nó xảy ra Hà Nội là có một cái ông đồng chí nào đó được các quan viên chức to bụng người ở bên Hà Nội ấy gọi là đồng chí X xì. Đồng chí X xì nói là đảng còn giao nhiệm vụ cho tôi còn làm. Ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Tấn Sang cầm như hến, cụ có biết chuyện này không? Không phải chuyện Tấn Sang đâu, X xì là người khác đấy. X xì là người có con gái mà dây vào cái chuyện lấy cướp đất ở Văn Giang cơ. X xì là đấy ông ạ. X xì là ông Nguyễn Tấn Dũng đó, thưa cụ. Ông Nguyễn Tấn Dũng. Xin phép ông là tôi miễn nói tên thật, bởi vì tôi không cái gì mà tôi biết mười mà tôi có bằng chứng thì tôi mới dám nói ông ạ. Còn đây thì tôi chỉ nói để ông hiểu cái từ ích gì thôi. Thưa cụ nói vậy thì tôi cũng xin phép để tôi nói cụ này, chương trình từ cánh đồng mấy chúng tôi đều nói chuyện sự thật cả thưa cụ. Không có chuyện gì mà trên chương trình này chúng tôi đã sinh hoạt bao nhiêu năm này rồi mà chúng tôi không nói chuyện sự thật cả. Bây giờ sang cái chuyện thứ ba đấy. Chuyện thứ ba là nhóm phe ta, quyền lợi phe ta rất là lớn ở Việt Nam. Cụ có thuộc phe nào không? Cụ có thuộc phe nào không? Phe nào ạ? Tôi không biết. Chuyện thứ bốn là tất cả những người làm báo ở Việt Nam đều bị đánh nhốt vào tù hết. Chỉ có một cái chuyện quan trọng nhất ấy, là viên chức X xì đó là ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cấm không cho mọi người đọc cái blogger quan làm báo và dân làm báo. Đó là chuyện thứ 4. Cấm thì cấm, nhưng còn cái việc người ta đọc thì người ta cứ đọc thôi. Cái cửa này thì người ta vượt tường lửa, người ta vào cửa kia. Bây giờ cái chuyện này là cái chuyện lửa mà. Chuyện này thì nghe nó vui tai nữa này thưa cụ. Chuyện thứ 5 trong năm 2012 đó là chuyện thằng Kiên Đầu Bạc. Cụ có biết thằng Kiên Đầu Bạc không? Có, tôi không biết người, nhưng mà tôi biết ở trên hình ảnh trên mạng thì có. Cụ phải đi qua cái nhà nó, cụ phải đi qua cái nhà nó gần Hồ Tây đấy. Người ta gọi là thằng Bầu Kiên. Ủa, thằng Bầu Kiên à? Vâng, gọi là Bầu Kiên. Làm sao nó có bầu được? Tôi không hiểu lý do gì, nhưng mà tôi cứ thấy người ta gọi là Bầu Kiên thì tôi cũng gọi theo thế thôi, chứ tôi không biết là ý nghĩa gì cái từ bầu cả. Thằng Bầu Kiên này không bao giờ có bầu. Nhưng mà nó với một đám trong bộ kế hoạch đầu tư rồi bộ trưởng Trần Xuân Giá gì đó lấy cả hàng mấy trăm triệu đô la, thế mà bây giờ nó vẫn ngồi ở ngoài, nó không có làm gì cả, không ai bắt nó tù cả. Đó là chuyện thứ 5. Chuyện này thì cũng biết rõ mà. Bắt Bầu Kiên đâu rồi chứ? Nó bắt nhưng mà nó có đi tù đâu, nó có xử đâu. Cô có biết thằng Bầu Kiên đi tù không? À, thì hiện nay là chắc là chưa xử, nhưng bắt lâu rồi. À, nó bắt để đấy. Bắt để đấy. Bắt để đấy, nó bắt giam tại nhà. Cái chuyện thứ 6 là chuyện Vinasin và Vinanai. Cô biết chuyện này không? Vâng, tôi chỉ biết cả nước Việt Nam ai chả biết, người già, người trẻ, gái trai ai chả biết cái chuyện này. Nghĩa là lỗ nặng quá rồi, tàu thì chìm rồi. Tôi dùng cái từ gọi là hình ảnh, tức là tàu Vinasin nó chìm rồi. Ông hiểu ý tôi không? Yeah. Tất cả những điều tôi nói chuyện với cụ ấy, nó không phải là chuyện chính trị đâu. Nhưng mà thế này này, lịch sử là chính trị của ngày hôm qua. Lịch sử là chính trị của ngày hôm qua. Và chính trị là lịch sử đang xảy ra ngày hôm nay. Do đó chúng ta nói chuyện lịch sử, chúng ta không nói chuyện là chính trị đâu thưa cụ Lê Hiền Đức. Cái chuyện là chuyện thứ bảy là tôi không nói chuyện chính trị. Dạ, không nói chuyện chính trị. Thực tế. Dạ, chúng ta nói chuyện lịch sử đang xảy ra. Dân Việt Nam thân yêu của tôi thì dạ vâng. Chuyện thứ bảy mà cũng là quan trọng với cụ lắm, là vì có một cái hình tôi thương cụ lắm. Cái thằng hôm trước tôi nói cái thằng chó chết là nó tên nó là cái thằng gì ở 4T vậy, nó đánh cụ 2-3 ngày sau cụ ngồi xe lăn cụ đi biểu tình. Cái thằng nó đánh cụ thế là thằng gì rồi? Cái thằng ấy là sở, nói chung là 4T. Cái thằng mà thanh tra của chánh thanh tra của sở 4T. 4T. Tức là tên thằng Nguyễn Văn Minh. Nguyễn Văn Minh ạ. Dạ. Đấy, là giám đốc sở, quân chánh thanh tra của sở 4T. Và hôm ấy thì tôi có đến dự cái buổi mà nó đến gọi là kiểm điểm hay làm việc gì với cái tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện ấy, một blogger mà hàng mấy 20 triệu lượt người đọc trong một năm.
Đấy, thì nói như thế để ông biết. Thế thì thấy là nó định đàn áp cái blogger này, thành nhà tôi cùng đến để tôi dự nghe xem. Tôi là lúc chỗ nào tôi cũng phải nghe hai tai. Ông hiểu ý hai tai của tôi. Dạ. Tức là nghe bên này nhưng phải nghe cả bên kia, xem rằng là ai đúng ai sai, để tôi còn có thể nói được với công luận. Hôm mới đến tôi cũng chỉ với tinh thần là như tất cả những nơi tôi đã đến, các cơ quan tôi đã đến, đến sẽ là để nghe hai tai, xem là đốc cơ này đúng hay là thanh tra đúng, để tôi phân biệt đúng sai. Nhưng mà nó không cho tôi ngồi và nó hành hung tôi. Đấy, cái hôm cái vụ ấy là mùng 1 tháng 6 năm 2012 vừa rồi đấy ông ạ. Dạ. Yeah. Nó hành hung tôi mà chảy máu chân, rồi đi bệnh viện, rồi sau đó nó đưa lên truyền hình Hà Nội, truyền hình Trung ương của Việt Nam để nó bôi đá tôi đấy. Ông có biết cái chuyện đấy hay không nhỉ? Tôi chuyện nó bôi tôi đấy. Nó bôi thì kệ nó, nhưng mà cái chuyện quan trọng nhất thì cái hình ảnh của công dân Lê Hiền Đức ngồi xe lăn cẳng bị đánh, bị có vết thương vẫn còn chảy máu đi biểu tình chống Trung Quốc, cái điều đó đều oai rồi. Đó là chuyện đường lưỡi bò. Chuyện thứ 8 là chưa, như cụ vừa mới nói, trong những cái blogger bị lãnh án, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện ý, may mắn hơn không bị lãnh án đi tù, vẫn đi ra đi vào, nhưng mà không bị lãnh án đi tù. Có 3 người blogger bị lãnh án đi tù 26 năm, đó là ông Điếu Cầy, Nguyễn Văn Hải, bà Tạ Phong Tần, cựu đại úy công an, và anh Ba Sài Gòn. Cả 3 người này không làm một điều gì cả ngoại trừ nói đến tình yêu nước, tình yêu quê hương, bị tù 26 năm. Và có một cái điều rất là đặc biệt này. Tôi nghĩ là chắc cụ cũng đã theo dõi rồi. Cách đây 2-3 ngày, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã vinh danh cho bà luật sư Tạ Phong Tần. Tôi biết rồi, hôm qua đài VOA tối hôm qua có phỏng vấn tôi. Dạ. Hỏi tôi có biết không, tôi bảo tôi biết. Những con người tốt thì người ta được thế giới vinh danh, cũng chẳng hạn như tôi cách đây cũng được vinh danh. Dạ. Thì năm 2007 cái giải thưởng liêm chính của tổ chức minh bạch quốc tế, chắc ông biết phải không ạ? Dạ vâng ạ. Thì tôi cũng được giải thưởng ấy, nhưng mà nó về bây giờ nó tìm mọi cách để nó lấp liếm đi, rồi nó bôi bát tôi, bôi xấu tôi để làm mất cái uy tín của tổ chức minh bạch đi. Nhưng mà đối với tôi nó không quan trọng những việc ấy, và với tôi quan trọng chỉ là quyền lợi của những người dân oan Việt Nam trước mắt tôi thôi, chứ còn bôi xấu hay rồi phê phán nọ kia đối với tôi không nghĩa lý gì cả. Thì hôm qua tôi trả lời đài VOA tôi cũng nói như thế, đúng, cô Tạ Phong Tần được vinh danh, được thế giới vinh danh là tốt, là đúng, tôi nhận thấy là rất xứng đáng. Thế còn thì là tôi mới so sánh rằng đấy, tôi cũng được vinh danh, nhưng mà tất cả những cái đó là cả thế giới người ta biết đến, rồi tổ chức thế giới người ta vinh danh mình, nhưng trong khi nó thì lại bọn chính quyền ở đây nó lại bôi đát tôi, nó bôi xấu tôi, cho nên nó mới có một cái bài gọi là 9 bài thì các báo nó tô đỏ tôi, nhưng mà 2 bài thì bôi đen tôi. 9 bài tô đỏ và 2 bài bôi đen. Nhưng mà tôi đọc bôi đen hay bôi trắng hay bôi đỏ hay làm gì chăng nữa cũng không quan trọng đối với tôi, bởi bây giờ tôi 82 tuổi rồi, tôi sống chết không biết là lúc nào để nói trước cả, chỉ biết rằng còn sống một ngày là lo cho những người dân oan Việt Nam. Dạ vâng. Cuối cùng đó là chuyện nào? Quan điểm của tôi là tôi nghĩ như thế này. Có một người tặng tôi một câu thơ đúng với tư tưởng của tôi. Dạ. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm một ngày để nói tiếng yêu thương. Dân. Hôm nay còn nói chuyện với Phan Bình Minh, biết đâu sáng mai không còn đâu. Dạ không, không sao. Bây giờ nói chuyện mà cụ đọc thơ ấy, thì tôi đọc cái câu thơ này cho cụ nghe nhá. Vâng. Có nơi học lấy nghề cha, vào Đảng Cộng sản sướng thân muôn đời. Có đúng không? Alo.
À, dạ, tôi nghe. Dạ, tôi vừa mới đọc cái một cái câu thơ mà tôi đọc, không biết là cụ có nghe tôi không. Dạ, tôi, cái chuyện là chuyện tôi nói là chuyện thứ 9 xảy ra ở Hà Nội. Và nó có cái câu thơ tôi xin đọc là: con ơi học lấy nghề cha, vào Đảng Cộng sản sướng thân muôn đời. Ở Con nơi gì, tôi nghe chưa rõ, con nơi gì? Con ơi học lấy nghề cha. Con ơi học lấy nghề cha. Vào Đảng Cộng sản. Sướng thân muôn đời. Ở Việt Nam ấy nó khác ở các nơi khác mà tôi thấy là không biết là cái điều này nó tốt hay điều không tốt. Là các ông, các viên chức, tôi xin lỗi, tôi nói phải nói đúng cái danh từ của cụ nói là nên gọi họ, nên gọi họ là những viên chức không xứng đáng để gọi ông. Các viên chức. Đúng rồi, tôi thì tôi không gọi là ông, mà yeah. không gọi là bà. Những người nào mà tôi sinh thì gọi là viên, thì rất là văn hóa, phải không? Đúng. Chứ không gọi là thằng, không gọi là thằng, không gọi là con, như thế lại là thiếu văn minh, thiếu văn hóa, đúng không ông? Dạ vâng. Tôi không gọi như thế, mà tôi dùng từ là viên, viên công an, hay là viên chức, viên giám đốc. Thế chứ tôi không dùng từ thằng con gì cả, như thế lại hóa ra là mình thiếu văn hóa, có đúng không ông? Dạ. À. Tôi đang nói về cái chuyện nào. Chuyện cha truyền con nối, chuyện thứ 9 ở Việt Nam thưa cụ. Tôi thưa với cụ là các viên chức của những người cầm quyền ngày xưa ấy, họ dâm mà họ không dám thú thưa cụ. Người ta nói là tiền dâm hậu thú, nhưng mà họ dâm nhưng mà không dám thú, thành ra anh nào cũng độc đinh cả, không có anh nào có con để nối dõi tông đường. Thằng cha căng chú kiết là đó ở bên Triều Tiên, bên Bắc Đại Hàn, cho một cái thằng con chưa sạch mũi lên làm lãnh đạo đảng 28 tuổi. Bây giờ thế này, nhưng mà có một ông ở bộ viên chính trị ở Hà Nội ấy. Ông ấy hoài lắm, nếu mà tôi nhắc đến tên thì cũng biết, đó là ông tên là ông Tô Huy Rứa. Cô có biết ông Tô Huy Rứa không? Tô Huy Rứa. Vâng, R. Ông ấy có một cô con gái. Ông ấy đưa cô con gái 28 tuổi. Đúng rồi. Nó lên làm chủ tịch hội đồng quản trị doanh nghiệp nhà nước Vinaconex. Kinh khủng không? 28 tuổi. Giỏi thế là cùng. Vâng. Nhưng mà nó ngồi được có hai. Đấy không phải là giỏi đâu. Ông nó muốn đưa ai lên làm thì đưa thôi. Con cháu nó muốn đưa ai thì đưa. Chứ không phải là giỏi đâu ông. Những gì người Việt Nam giỏi. Nhưng mà bây giờ tôi rất thích cái bài hát của ông Phan Hưng ở hình như ở Mỹ hay ở đâu ấy, vẫn hay hát trên các cái video mà tôi vẫn hay thường nghe, là chúng đi buôn, ông Phan Hưng. Dạ. Ông ca sĩ tôi bây giờ tôi hay hát cái bài chúng đi buôn hay lắm. Có một cái buôn tiền, buôn cả Giang Sơn, mới buôn gì đấy. Ôi trời, ghê quá. Đấy, thành ra tôi thấy cái bài hay lắm. Bây giờ thế này, cô phải để tôi hỏi mới được, cho chúng ta sắp hết giờ rồi. Tôi dạ. Cô nói cái này thì chắc không biết là cụ đã đọc cái cuốn sách Bên Thắng Cuộc chưa? Dạ tôi có đọc, nhưng mà đọc lướt thôi, bởi vì tôi bận lắm ông ạ. Rồi bây giờ cái chuyện nó không quan trọng nữa, tức là thưa cụ bây giờ để tôi hỏi. Tôi chỉ ngủ được độ 4 tiếng đồng hồ thôi. Dạ. Cho nên thời gian của tôi nó ít lắm. Tôi đọc nhưng mà đọc không tỉ mỉ, mà tôi chỉ đọc lướt để nắm được cái tinh thần thôi. Rồi bây giờ cái chuyện đó coi như bỏ đi. Cái chuyện chúng ta sẽ nói chuyện khác. Bây giờ nó cái chuyện quan trọng này. Cái chuyện này quan trọng này. Cách đây tôi không biết là một tuần hai tuần gì đó, viên chức Nguyễn Phú Trọng mà nói là tất cả những người sinh hoạt như cụ chẳng hạn là những người thiếu chính trị, thiếu đạo đức. Bây giờ không, cô để tôi nói đã. Cụ để tôi nói. Đạo đức. Dạ, suy thoái, tôi xin lỗi. Suy thoái, đúng cái danh từ là suy thoái đạo đức. À bây giờ thế thôi, bây giờ cô không làm chính trị. Cô đang tu nguyên ở trên mạng đấy ông ơi. Cô không làm chính trị, chúng ta không nói chuyện. Cụ suy thoái chính trị, bây giờ cụ có làm việc, tất cả những việc cụ làm ấy, đó là việc đạo đức. Lê Hiền Đức có suy thoái đạo đức không? Nguyễn Trọng Vĩnh có suy thoái đạo đức không? Trên mạng tôi đang thấy có hôm nay mới có một cái gọi là thư ngọ, thư yêu cầu đề nghị là gì nhỉ, ông Phú Trọng này với ông Sinh Hùng này là hai đại biểu quốc hội tiếp xúc với nhân dân, đang có cái đề nghị đó đấy. Hôm nay ông đọc mà mấy ông có đọc thông tin của mấy cái trang web
ở Việt Nam không ông? Thưa có, có. Vâng, hôm nay là mới có cái thông tin đó đấy, là yêu cầu hai đại biểu Quốc hội là ông Phú Trọng và ông Sinh Hùng tiếp xúc nhân dân để cho nhân dân hỏi kỹ về cái chuyện tại sao lại nói là những người đóng góp ý kiến xây dựng vào hiến pháp, sửa yêu cầu sửa đổi hiến pháp trên đoạn thế kia đấy, thì khi người ta góp ý kiến thì lại bảo là suy thoái chính trị. Những người thưa cô thế này này, những người có lập trường chính trị, những người có lòng đạo đức ấy, vững vàng ấy, thì là những người dám lĩnh, dám nhận những cái sai lầm của mình. Tôi không nghĩ có tay nào trong Bộ Chính trị nó dám làm như vậy đâu, thưa cô Lê Hồng Đức. Nếu mà người ta đã dám nhận cái sai lầm thì dân đã không phải làm lên ở trên mạng. Ông ạ, mấy ngày nay ầm ĩ cả lên trên mạng, nghĩa là suốt ngày báo nọ, báo kia, blogger này, blogger kia đều đưa những cái thông tin xung quanh cái vấn đề mà là quy chụp cho những người góp ý kiến về sửa đổi hiến pháp ấy, bảo là dân góp ý kiến để sửa đổi hiến pháp thì dân góp đề đạt lại bảo là suy thoái đấy. Nếu mà đã nói sai nói nhầm mà biết xin lỗi thì nó đã là dễ quá rồi, không ạ, thì coi như không có vấn đề gì cả. Nhưng vì sai lầm nhưng mà không xin lỗi cho nên là dân chỉ ồn ào lên. Chắc là ông rất tiếc là ông Phan Bình Minh không có sử dụng Facebook không? Ông có sử dụng Facebook? Dạ tôi không ạ, tôi không sử dụng Facebook và tôi cũng không sử dụng Twitter. Chắc chắn là khi bữa nào chắc cụ phải chỉ cho tôi cách vào Facebook với cụ. Vâng, cứ nếu mà ông đã có Facebook rồi thì ông chỉ đánh cái tên ở chỗ tìm kiếm người đấy, thì ông chỉ đánh tên Lê Hiền Đức là ra tất cả những thông tin của tôi. Dạ. Yeah. Và hàng ngày tôi chuyện trò với các bạn, nhưng mà bây giờ kết bạn vào với tôi thì hơi khó. Ông chỉ có thể nhắn tin cho tôi được thôi. Bây giờ thế này, tôi, thì bây giờ tôi có những hơn 5.000 bạn rồi, cho nên các cháu trẻ nó bảo tại sao con không kết bạn được với bà, bởi vì là số lượng bạn của bà nó bà nhiều lắm, quá rồi. Nhiều bạn rồi. Bây giờ thế này, nhà nó chật rồi không thể mở cửa cho thêm khách vào được nữa. Thưa cô, mà tôi mà đi kết bạn với người khác thì kết bạn Facebook với người khác thì lại được. Thưa cô Lê, khác vào tôi thì bây giờ dạ. Quá rồi. Thưa cô Lê Hiền Đức, có những ngày tôi đi làm ấy, có những ngày tôi đi làm không làm gì cả. Sao mà giờ nó lâu thế? Còn hôm nay tôi nói chuyện với cô có mấy phút, nó đã hết gần một tiếng rồi. Bây giờ chúng ta sắp sửa hết hết chương trình, hết giờ rồi. Nhưng mà chắc chắn chúng ta còn ngày mai, chắc chắn chúng ta còn những cái dịp khác để nói chuyện với nhau. Thưa cụ Lê Hiền Đức, tôi xin dành lại một đôi phút để cho cụ có lời thân mến đến với tất cả những người thân mến của cụ trong nước, cũng như tất cả những người Việt Nam lưu xứ như chúng tôi tại hải ngoại. Thưa cụ Lê Hiền Đức ạ. Vâng, cảm ơn ông. Tôi rất là cảm ơn những cái sự chia sẻ của ông đối với công dân Lê Hiền Đức. Alo. Dạ tôi đang nghe thưa cụ. Vâng. Mọi lần á tôi vẫn nhận được cái gửi vào email của tôi, hình như ông Minh gửi với ai đấy, từ cánh đồng mây phòng nói chuyện với cụ Lê Hồng Hà này, rồi từ cánh đồng mây nói chuyện với ai là đều gửi vào email cho tôi để tôi được nghe lại đấy. Có dạ vâng. Ông gửi không nhỉ? Dạ tôi sẽ gửi lại cái buổi nói chuyện này cho cụ nghe lại. Nhưng mà mọi khi tôi vẫn được nhận được đấy, là từ cánh đồng mây. Dạ. Gửi cuộc nói chuyện từ cánh đồng mây với lại cụ Lê Hồng Hà hay với ông nào đấy thì dạ, đều có hết tất cả, chuyển cho tôi vào hòm thư của tôi vẫn nghe được. Đấy là có phải ông Minh gửi không? Dạ đúng vâng. Dạ. Sau buổi nói chuyện này anh kỹ sư Thiên Tín anh ấy sẽ đưa cái chương trình này lên trên mạng toàn cầu nữa, và tôi sẽ gửi sang cho cụ thưa cụ. Vâng. Qua cái buổi nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay thưa cụ, trước mặt cụ rõ ràng như ban ngày thưa cụ. Một bên là đảng đã lừa gạt hết mọi người, một bên là đảng đã lừa gạt ngay cả những người đã hiến thân, đã hy sinh cho đảng. Như cụ nói, đảng đã bất nhân bất nghĩa, vai đeo khẩu súng kè kè, cai trị bằng AK, bằng băng đảng thưa cụ. Một đảng là 80 triệu dân cả nước bị đảng Cộng sản cướp hết mọi quyền và bị đảng Cộng sản trào chu đạp. Cụ chọn đường nào? Tôi chọn đường nào, và tôi nghĩ là những người lính công an và những người quân đội họ đã biết chọn đường nào thưa cụ. Những người có khối óc, có một khối óc chứ không phải là một bộ óc, và một trái tim Việt Nam như cũ.
chắc chắn như ông Tổng thống Hoa Kỳ chúng tôi ông nói, ông thống Lyndon B. Johnson ông nói là chiến thắng cuối cùng sẽ phụ thuộc vào trái tim và khối óc của những người thực sự sống. Cụ đang thực sự sống đấy, năm nay 82 tuổi đang thực sự sống đấy. Chỉ có... Dạ. Vẫn đang sống. Đang sống. Chỉ có 14 hay 15 viên chức Bộ Chính trị và 70.000 người đảng viên Cộng sản đang cầm quyền ngày hôm nay. Không có khối óc và không có trái tim Việt Nam. Thiên thời điện lợi và nhân hòa đối với họ đã hết rồi thưa cụ. Những người tôi vẫn thường nói trên chương trình này, những người Cộng sản ngày hôm nay đang cầm quyền đi đi họ còn kịp giờ, đi đi họ còn kịp giờ. Đừng để cùng chung số phận với ông Ceausescu, đừng để cùng chung số phận với Saddam Hussein và Gaddafi. Bánh xe lịch sử đang quay được thưa cụ. Mỗi lần với nói chuyện với cụ ấy, tôi có một cái tâm tình này thưa cụ này. Những ngày không gặp nhau, biển bạc đầu thương nhớ. Những ngày không gặp nhau, vòng thuyền đau rạn vỡ, lòng thuyền đau đau rạn vỡ, biển và thuyền. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình từ kênh Đồng Mây, chúng tôi xin cảm ơn cụ bà Lê Hiền Đức rất là nhiều thưa cụ. Kính chúc cụ một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc và mong là cụ sống tới 100 tuổi bạc đầu râu đi. Tôi chúc 10 tuổi cụ không chịu, bây giờ tôi chúc lại 100 tuổi vậy. Chúng tôi cũng xin thay mặt cảm ơn tất cả những lời chúc của ông Kim cũng như của tất cả mọi người chúc tôi thì tôi đều cảm ơn cả. Yeah. Nhưng mà tôi rất là sẵn sàng thanh thản ra đi, bởi vì khi tôi sống thì tôi chỉ làm việc tốt cho dân, cho nên tôi sống hay tôi chết cũng rất thoải mái, không có lăn tăn suy nghĩ điều gì buồn giàu hay là ấm ức gì cả, bởi vì tôi nghĩ rằng mình sống vì dân thì mình chết người dân người ta. Cái tiếng thơm tôi gọi là, tôi vẫn nói với ca với những các quan chức Việt Nam rằng tiền, bạc, vàng, đô la, tất cả mọi thứ, nhà, đất, đất không đem được một cái gì đi cả, chỉ nên để lại một cái tiếng thơm cho đời. Thương dân, thưa dân lập bàn thờ, thương dân, dân lập bàn thờ. Hại dân dân đái ngập mồ, thối xương có nằm trong lăng nó cũng đái mà thưa cụ. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh Thiên Tín, cô Quỳnh Như của Đài Sài Gòn, Đà Lạt 1600, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, cô Miết Lau của Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, anh Hoàng Vinh, hệ thống YouTube của Cali, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ đã mang chương trình này đi toàn cầu, trang nhà Lê Dinh và Lê Dĩ. Trong những tâm tình thương mến, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cụ bà Lê Hiền Đức, xin chào tạm biệt quý vị và hẹn trong chương trình kỳ tới.